Thưa quý vị, mặc dù từ ngày hôm nay, ngày 5 tháng 9, thành phố bắt đầu nới dần các biện pháp phòng chống dịch dựa trên phân vùng kiểm soát. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực, không thể lơ là, chủ quan. Theo nhận định của ngành y tế thành phố, những kết quả về phòng chống dịch vừa qua đã có đủ cơ sở để thành phố đánh giá, xác định đúng vùng nguy cơ gồm vùng đỏ, vùng vàng, vùng xanh và áp dụng các biện pháp phòng chống dịch một cách phù hợp với từng mức độ nguy cơ, không để cho ngành y tế quá tải. Tuy nhiên, nguy cơ bùng phát trở lại dịch bệnh vẫn tiềm ẩn rất lớn. Thì mặc dù chúng ta đã cơ bản bóc tách được cái số F0 ra khỏi cộng đồng, tuy nhiên thành phố Đà Nẵng chúng ta cũng vẫn còn nhiều nguy cơ mà có thể làm phát sinh, phát triển dịch bệnh. Thứ nhất là chúng ta biết là có thể vẫn còn sót F0 ở trong cộng đồng. Thứ hai nữa là hiện nay chúng ta còn nhiều khu phong tỏa và đặc biệt là trong các cái kiệt hẻm, các khu chung cư thì nguy cơ nó lọt những cái nguồn lây từ trong cái khu phong tỏa này ra ngoài cộng đồng cũng rất lớn. Hiện phòng chống dịch ở các kiệt hẻm, khu chung cư, những nơi tập trung đông người với mật độ dân số cao vẫn được ngành chức năng thành phố đặc biệt quan tâm. Một trong những biện pháp mà thành phố sẽ thực hiện quyết liệt đó là tăng cường giám sát và xử lý. Hiện nay thành phố đã triển khai các cái biện pháp lắp camera di động và cố định, rồi sử dụng các cái thiết bị flycam để giám sát người dân. Và khi có các cái ca F0 phát sinh thì thực hiện cái việc trên cơ sở đánh giá cái mức độ nguy cơ thì sẽ thực hiện cái việc là giãn dân ở trong cái khu vực này. Theo đánh giá của lãnh đạo thành phố, với nhiều nguy cơ vẫn hiện hữu, việc phân chia vùng kiểm soát sẽ phát huy tối đa tác dụng nếu ý thức phòng chống dịch của người dân luôn thường trực ở mức độ cao nhất. Và muốn vậy, công tác tuyên truyền trong nhân dân phải được các địa phương quan tâm, thực hiện thường xuyên liên tục. Bên cạnh đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng chống dịch.